nè, cứ mai mốt chú Chiến dặn là mai mốt vợ chở anh có đồ ăn nấu ngon. đồ ăn đem xuống trà. Mai mốt con có đồ ăn ngon lận đem xuống cho cha nghe không. Dũng không đi là con điên mình. Cái chê đâu vô bà, cái chê vẫn Cái đâu chê câu á. nha, trời bố cho con cái chê bạch kia luôn, Hả? Hồi nào? cho cái chê bạch kia xuống ăn hai ngày mà Câu trời cá ơi. chê tiếp trong á. Dính cá chê bạch kia đem xuống cho cha luôn. Hả? Ồ, ô chú Con đi thương không? bộ đem trốn rồi bà đó. À. Rồi bữa chú Chiến cho mấy con cá phi có cho cha không? Có, con Cá hết phi rồi. có. Hả? Có hả? Vậy là Ăn được rồi, bữa đó con ăn đem lên có nhiều cá phi lắm. đem Con có một dặn là cá đem xuống cá cho cha đồ Chiến nha. Coi cá vậy ký có hả? vậy đó, được lắm, nó đặc biệt lắm. Dạ. Thưa quý vị các bạn thì hôm nay thì Thanh 12 là kêu Chiến chở Thanh đi xuống thăm chú Năm. Cái trộm nó làm nữa rồi hả? Sao nó làm nữa, làm nóng mà chiến nóng bánh cho nó Trời đất bánh cho quỷ thần ơi. nó bẻ cửa lấy được rồi, Nó bẻ cái song cửa này luôn. bẻ Rồi luôn rồi anh tính với anh Phương làm lại chắc chắn luôn hả chú? chắc luôn bánh cho hết trơn À. cửa cửa chốt đóng luôn đó. Rồi đợt sau này mất cái gì? Thanh con ngồi Thanh. Nó có 270 ngàn với cái điện thoại. Cái điện thoại của bác của chú hả? Rồi mất số luôn rồi. Mất số luôn hết, không cần nó đâu điện được. Chú Năm rồi cái nó mất rồi có mua điện thoại khác chưa? Có người ta cho khác không? Mua rồi cho khác hay gì đừng còn rồi cái số số cũ hay số mới? Cũ lấy số mới, số này số mới. Số mới nữa hả? Để hồi con lấy số lại có gì đừng alo con. Số nó cũ nó mất tiêu luôn rồi. Dạ dạ Thanh hôm nay con nghe cha bị chạm Cái nghe điện thoại lên xuống. không? Đó. Vậy coi cha ăn cơm gì hả? Cù. Cái gì Đuôi. đu phải rồi phải rồi Cá du. bậy cá rô cá vô Cá gồ. à. Cá gồ. Dịch nó bị ừ. cúi mấy chất đường đột để ăn luôn để nó cúi. Cái điện thoại của chú Năm có nhiêu tiền rồi đâu Thành con biết không, cái điện thoại của cha con đâu có nhiêu tiền đâu mà nó cũng lấy nữa đó. 30 mấy ngàn. 30 mấy ngàn son nội đổ lấy sạch hết trơn luôn à. Đấy rồi, có chảo chú nữa. Trời, hôm nay anh tính anh mua lại Không hả gì mua rồi? đồ khác đó. Dạ. Là chuối với tức tương lấy chân. Dạ. Mấy có bao thì tôi mấy không biết nữa. Hai cái mày cũng Dạ. lấy. Chuyện cho Chú tưởng là con bệnh nó một kẹt dùng nó nghe nói. Con dùng bên mình đây mà, con dùng ngay trung tâm văn hóa mình đây là cái dùng khóm 2, không sao. À, không ai Cái khóm 3 bên kia kìa nó mới giữ. Mới làm bên chú khóm nói này là phải điện thoại còn nó điện ở đâu. Dạ để hồi con lấy số điện thoại chú lại. Trời ơi chú Năm ơi con nhìn thuốc của chú con không nóng lạnh luôn chú Năm. Uống sợ chưa? Uống Trời ngày ơi. ba lần con. Quá trời thuốc chú chủ yếu sống vì thuốc không quá. Thuốc có thuốc nhập không có Dạ. tiền không? Không có thuốc đó là không. Là đi. À. Quỵ hoài. Ngộ hơn chú Năm ha. Giật cái lại con bà giật có bán cà cái gì? phê đâu mà mua. Buôn phê đồ mua. Lát lên bà già uống. Ừ. Sáng ngày chú Năm cơm chưa? Hàng sáng rồi. Chán à. Chưa chưa Rồi chú chưa tính cho. cũng mất tiêu Dạ. luôn rồi. Tính nhà đâu gần đây nè Mà chú. Đây này nè con. Mà điện thoại là nó mất máy. Đây rảnh cái nhà có ít loại giúp. Dạ. Mà điện chú tính mất Đây máy. rảnh nhà à. Rồi cho cái bụng bụng tay chân hết. Tính đã giờ đẳng đẳng cái vợ của ai đó. Dạ đúng rồi, anh tính đặng cũng lu bu nó màu ở Ủa nhà sao cửa. ông bà cửa tính cũng có vợ không vậy? Chú tính có vợ mà, có gia đình mà. Giờ tính làm bên 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 đấy cho anh. Dạ. Ủa sao nó hả? Có vợ mà. Mày tính nó nấu đồ ăn cho ba ấy. Chú tính là bữa nào cũng nấu đồ ăn cho ba đem lại chân đó. Ừ. Nói có vợ. Con lỡ chảnh mai mốt có đồ ăn ngon rồi đem xuống Có cho ba nghe vợ không? rồi chú Khanh Nè, có mai mốt chú Chiến dặn là mai mốt nấu vợ chảnh có đồ ăn nấu ngon. đồ ăn đem xuống trà. Mai mốt con có đồ ăn ngon lận đem xuống cho cha nghe không? Dũng không đi là con điên Cái mình. chê đâu vô bà. Cái chê vẫn Cá đâu. chê câu á. Nha. Trời bố cho con cái chê bạch kia luôn. Hả? Hồi nào? Cho cái chê bạch kia xuống ăn hai ngày mà. Câu Trời cá ơi. chê tiếp trong á. Dính cá chê bạch kia đem xuống cho cha luôn. Hả? Trời ơi chú Con đi thương không? bộ đem trốn rồi bà đó. À. Rồi bữa chú Chiến cho mấy con cá phi có cho cha không? Có, con Cá tâm phi hết rồi. có. Hả? Có hả? Ăn Vậy là được rồi, bữa đó ăn con đem lên có nhiều cá phi lắm. đem Con có một dặn là cá đem xuống cá cho cha đồ Chiến nha. Coi cá vậy có hả? ký vậy đó. Đó được lắm, nó đặc biệt lắm. Dạ. Không ăn lắm. Dạ. Nó qua chợ và nó cấp ta biết cấp tiền tiền ta gớt lụm cho lại cho Đúng rồi, vậy người ta đưa mới lại cho thương, vậy người ta mới thương. rồi thấy người ta lấy tiền có mấy người bán cái la ta để cái trong cái tủ
để cái bên này mấy cái họ ra lấy là ông À. nhà mấy bạn thương lắm. Dạ, vậy là bên chợ ai cũng thương hết. Dạ. Còn Hết luôn một con cách chơi cha đẹp quá đem con xuống cho bà. mà bạn thương không gần hết luôn. Con có chơi chào bái luôn đem xuống cho cha ăn 2 ngày luôn. Ăn 2 ngày con ăn 2 ngày á. À. Vậy là coi vậy là con cũng yên tâm, mai mốt con có đồ ăn gì cũng đem lên là đem xuống đây cho cha. Chú mà bên chợ là không thương chú rồi chú chết, tôi còn có tiền đâu mà cứu chú, không có Dạ. tiền đưa bệnh viện tế mà nó nỉ đó, Dạ. nỉ có thể cứu nó. Dạ. Đó, Rồi con cái biết copy chó. một trăm mà Ủa cà phê nè, cà phê này. cho thằng phố copy nhớ chú Chiến đem Thằng lên phố đó. có cho. Cà phê con đem lên nè phải không? Cà À. phê của chú Chiến đem lên nè phải không? À. Của con đem lên đó. À. Bữa đó con cho nhiều lắm, tại vì bữa đó một con ở thứ bảy chủ nhật con ở nhà con câu dính nhiều bọn Nhớ mà. đệ với chú Hay trời. trời. Dạ. Đệ chú Chiến cầu á. Rồi từng này cái Từng này mấy chú anh Chiến chở hai chồng xuống dưới cầu. trời dịch bệnh. Bỏ qua từ họ từ ngon mất. Từng này á con không được về, người ta không cho con về nữa. À. Tại vì qua mà con bên ra mình bên đây cái mình qua cái nhà con bên ganh Long An á. Bên Long Cái mấy An anh kiểm nữa. dịch mới nói khác tỉnh không cho Như vậy về. Dạ. xét đó được nó được Ồ đó. chứ không có về dưới con câu cá rô phi nữa. Nhà bên Đường nhà nào quan bên quan sát bên là Long con tàu kinh An bùi á á chú. chú, kinh bùi á. Kinh được đó chú Kinh làm Kinh Bùi đi xuống mướn mà. Nó làm mướn đường kinh nó dữ lắm mà. Dạ, giờ người ta đâu cho anh qua đâu. Kinh Kinh Bùi, Kinh Bùi đi xuống nhà chú Chén đó chứ Dạ. đâu. Trời Qua tôi. đây thì chú Năm cho khô Thanh nè các bạn. Chú Năm cũng có khô nên cho Thanh về ăn cơm. Cơm thì còn nó phái khô lắm. Hai. Hai cái con còn phái lắm. Dạ. Hai con phái Tô vô cha cho khô cá lóc nè khô Thanh. đó Cái lóc cho tiền. À, cho Nó tiền. cho tiền. Con này cho con với Dũng. Con này. Cho chia ra. Cha cho số khô rồi đem xuống cho bé tiện con khô cá lóc. Tiền ta cút. Cho tiền cá lóc. Cái gì á, kiếm gì con? Trời, cục à. bọc bỏ vô tìm Thôi con cầm cái bọc được rồi. để lên xe nó góp Thôi quên, hồi chú Chiến cầm cho khỏi cần gớt đâu sợ. Mua cái điện thoại mới luôn. Mua điện thoại mới luôn. Cho ba điện thoại đây. Thôi của chị Huy cho con đó. Con ngủ một Rồi lấy hết chân khô của cha luôn, cha lấy gì ra chọn một còn cá câu cá nè. Đó. hả Cá khô. Vậy tính tính chừng nào về về đây ở nè, Nước thì nào nước lên chừng nào về nước lên về hả? dọn văn phòng sẵn rồi Đúng rồi, về đây cho hai phòng cha tắm con đồ ở cho nó đồ vui. tắm kẹp Về đây ở cho cha con vui. Hoàng Dũng không chịu. Thưa quý các bạn thì hôm nay thì Chiến trở thành dưới thăm cái tình hình coi chú Năm mấy ngày nay cũng bị ăn trộm lấy điện thoại rồi lấy tùm lum chưa, Hoài á nhưng mà ba. thấy xuống đây thì thấy anh Tính Vinh Phương cũng làm cửa nẻo đồ lại rồi, chú Năm Lấy cũng có điện hoài thoại á mới rồi, cha. cũng cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý các bạn thì video của chú Chiến đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong cái video tiếp theo.